Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức COVID-19 mới nhất trên kênh YouTube Bà sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin đáng chú ý về dịch bệnh COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, tính đến tháng 5 năm 2021, có tới 80.000 đến 180.000 nhân viên y tế toàn cầu thiệt mạng vì COVID-19. Đồng thời, WHO khẳng định nhân viên y tế phải được ưu tiên tiêm chủng. Theo hãng tin AFP ngày 22 tháng 10, WHO ước tính trong số khoảng 135 triệu nhân viên y tế trên thế giới, có 80.000 đến 180.000 nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe chết vì COVID-19 trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021. Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh nhân viên y tế phải là những người được tiêm chủng trước tiên. Theo ông Tedros cũng lên án sự bất bình đẳng trong phân phối vaccine COVID-19 toàn cầu. Theo tổng giám đốc WHO tại châu Phi, chưa tới một trong 10 nhân viên y tế được chích ngừa đủ. Trong khi đó, tại hầu hết nước thu nhập cao, hơn 80% nhân viên y tế đã tiêm đủ vaccine. Theo ông Tedros, thực tế sau hơn 10 tháng kể từ khi WHO phê duyệt vaccine COVID-19 đầu tiên, hàng triệu nhân viên y tế vẫn chưa được tiêm chủng. Ông Tedros cho rằng đây là bản cáo trạng đối với những quốc gia và công ty đang kiểm soát nguồn cung vaccine toàn cầu. Ngoài ra, WHO muốn tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số mỗi nước trên thế giới trước cuối năm nay. Tuy nhiên, ông Tedros cho biết hiện nay 82 quốc gia có nguy cơ không đạt được mục tiêu này do thiếu nguồn cung vaccine. Cho đến nay, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 4,9 triệu người trên thế giới kể từ khi bùng phát lần đầu tại Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019, toàn cầu cũng ghi nhận gần 242 triệu ca bệnh. Thưa quý vị, chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách để thiết lập trạng thái bình thường mới. Người dân hãy thực hiện thật tốt hướng dẫn phòng dịch của Bộ Y tế và chính phủ để bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ thành quả chống dịch của đất nước. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.